Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu hoa anh túc. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh giấy nhún có kích thước khoảng 4 cm nhân 7 cm. Các bạn chuẩn bị cho mình 6 mảnh giấy như thế này để làm cánh hoa nha. Các bạn gấp lại, dùng kéo để cắt tạo thành hình cánh hoa.